Bây giờ chúng ta tìm một căn cứ tên lửa của nước Hoa Hạ. Chúng ta cho ngài nhỏ một cái lớn. Nhan Như Ngọc gật đầu. Sau đó ở trong xe nghiêm túc nhìn lên hắn. Thông tin ông nội để lại. Cũng không biết có phải là tạm thời ôm Phật chân không. Sắp đến nơi rồi. Điện thoại của tôi đổ chuông vào giờ này. Này, nhìn này. Chuyện gì vậy? Anh trai trứng sắt không tốt rồi. Có hai xe bồn trước cửa nhà chúng tôi. Có người nói sẽ đốt nhà của chúng ta. Đốt đi. Nhà chúng tôi đều là bảng hàng không thích hợp 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 kim tạt ăn. Không cháy được. Không đơn giản như bạn nghĩ. Bên này họ còn có một số thùng được biểu thị bằng bộ xương. Nhìn xem cái hộp giống vũ khí sinh học gì. Cái gì? Tôi nhanh chân phanh gấp. Quay đầu lại. So với việc hủy diệt đất nước này và làm mát trái đất. Ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất là bảo vệ ngôi nhà an toàn của tôi. Cái này từ đâu ra một đám rùa, trứng? Có khả năng lấy xe bồn và vũ khí sinh học. Sao đột nhiên dừng xe lại rồi? Nhan Như Ngọc cũng mạnh một chút. Không phải đi nổ núi Phú Sĩ sao? Tại sao một cuộc điện thoại lại thay đổi mục tiêu? Bạn bị cận thị bao nhiêu độ? 1800 độ. Sao thế? Đưa tôi cái kính. Nhân tiện, che đầu lại. Ông cậu cũng vậy. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Ta bảo đảm sau này các người ăn uống không lo lắng. Nói xong ta thuận thế lấy ra vũ khí chĩa vào hắn. Hắn thở dài một hơi cũng không dám phản kháng. Ngoan ngoãn ném kính vào tay tôi. Và bịt mắt ông nội. Chắc rồi, Yan Như Ngọc và ông nội không nhìn thấy gì cả. Điều này bắt đầu hoạt động. Đào hố và lái xe, tia lửa đưa xét từ dưới lòng đất về nhà. Trước tiên hãy để những ngày nhỏ còn vài ngày tốt lành nữa đi. Bên kia mấy tiểu đệ đang đem xăng và vũ khí sinh học. Còn bao lâu nữa mới có thể đổi xong? Quan tâm hộp lấy hộp thuốc lá ra. Đổ điếu thuốc cuối cùng. Sau đó bấm vào. Đại ca hạnh phúc. Mấy thùng cuối cùng. Đúng rồi, bạn có thể phun và đốt cháy xung quanh nhà Trương Thiết Đàn. Hai lon xăng này. Hai xe lá dụng hết. Tuyệt đối có thể độc trương của trứng sắt này thằng khốn kiếp. Ngay lúc này, tôi vừa đi tới đây. Hỏi một câu. Mắng ai? Mắng người cái trứng sắt người còn dám đi ra ngoài. Quan Tinh Hà làm sao cũng không ngờ tới. Của trứng sắt không có ở nhà. Lại đây nào. Chặn anh chàng này lại. Không ngờ anh lại ở bên ngoài. Điều này giúp tôi tiết kiệm công việc. Người đã bị chúng ta bao vây rồi. Giao chìa khóa nhà an toàn. Ta có thể tha mạng cho người. Ông nhầm rồi. Các người bị tôi bao vây. Và tôi rút ra một vũ khí từ phía sau. Lập tức bị bắt đầu bắn lên. Rất nhanh một cái kẹp đạn đã trống rỗng. Khoảng cách phân cấp. Quan tâm và cũng lấy ra khẩu súng lục nhỏ của mình. Đột nhiên với tôi. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Bởi vì tôi đã mở nó trước mặt mình. Không gian sẽ nhận được tất cả các viên đạn trong không gian. Cảnh tượng này khiến cả người và cả người giật mình. Sao lại đổ súng? Viên đạn cũng bay ra ngoài. Sao lại không bắn trúng anh? Tôi là nhà vô địch bắn súng. Khoảng cách gần như vậy không thể bị mất. Ngươi là quái vật gì vậy? Quái vật? Lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy. Nhưng tôi không phải là quái vật. Tiểu gia, ta là người được chọn. Không tin thì tiếp tục bắn. Xem có thể bắn chúng tôi không? Không bao lâu nữa sẽ là thời đại quyền năng. Lúc này sợ hãi, quan tâm và cũng rất tốt. Trương Thiết Đàn, đừng giả vờ ở đây nữa. Không phải chỉ là thức tỉnh dị năng sao? Mấy anh em, đến lúc anh ta đổi đạn. Chúng ta cùng nhau xông lên. Không tin hắn còn có thể bay. Tại sao phải đổi đạn? Đây là vũ khí của đạn vô hạn. Hôm nay sẽ cho bạn học thêm. Nói xong tôi tiếp tục bắn vào đám đông. Hết đạn rồi. Thay đổi súng với tốc độ ánh sáng và tiếp tục bắn. Cho đến khi ngắm sao. Sau khi tất cả những người mang đến đều bị đánh gục, tôi mới cất vũ khí đi. Nhìn ngắm xong sao. Làm sao mà có thể? Ai có thể cho tôi biết tại sao không? Cút đi, đừng để tôi thấy cậu. Lần sau tôi sẽ không tha cho bạn đâu. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cút ngay. Nói xong quan tâm và cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.
Nhưng tôi nói buông tha cho anh ta thực ra là nói dối anh ta. Tôi tiện tay lấy ra một thanh kiếm nỏ. Sau đó trộn chúng với xăng trong nửa ngày. Và thuốc độc bôi lên thanh kiếm. Sau nửa ngày, tôi bắn một mũi tên vào lưng anh ta. Quan tâm và lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết. Chắc là trúng thưởng. Cuối cùng tôi không quan tâm đến anh ta nữa. Sau khi khóa cửa xe, anh quay lại và đi vào ngôi nhà an toàn. Ba cô gái trong phòng an toàn mặc dù biểu hiện này đã dịu đi. Nhưng thêm một chút mệt mỏi. Đi ngủ đi, chuyện này kết thúc rồi. Cái bên ngoài gọi là quan tâm xong. Sau này sẽ không đến nữa. Còn về chất lỏng, tôi cũng sẽ xử lý. Các bạn yên tâm đi. Tôi có việc phải ra ngoài. Các người nghỉ ngơi đi. Ba cô gái rất nghe lời gật đầu. Sau đó tự mình về phòng. Tôi chắc là họ không nhìn thấy. Đặt xe bên ngoài và chất lỏng cùng nhau vào không gian. Sau đó tiếp tục lái xe, đưa hai người Nhan Như Ngọc đến vô dụng. Mới về đến nhà, tôi muốn ngủ thẳng. Nhưng đột nhiên nhớ đến người tên là Thác Bà Khanh kia. Dự anh ta còn có rất hữu ích. Vì thế bất chấp mệt mỏi gọi điện thoại cho anh ta. Cho hắn biết vị trí của căn cứ an ninh vô dụng. Để anh ta đi. Sau này có thể ăn mặc không lo lắng. Tâu Bơ Khanh rất hiểu biết. Tôi lời nghe. Trực tiếp cúp điện thoại. Và khi tôi ngủ. Ngộ độc đã sâu quan tâm xong. Nằm ở một nơi không có ai. Hình dáng đau đớn. Mũi tên trên mông chắc có độc. Của trứng sắt của ngày chó này lại tàn nhẫn như vậy. Lúc này hắn đã tức giận nhiều rồi. Một trạng thái thiếu không khí rồi. Mắt nhìn sắp rơi. Nhưng chính là có như vậy một hơi thở rơi xuống. Chỉ hoãn trả lời không được. Mặc dù bây giờ anh ấy vẫn còn sống, nhưng chính vì anh ấy còn sống. Sau khi ngộ độc, nỗi đau dữ dội trong cơ thể cộng với cảm giác khó chịu. Làm cho anh ta ngất đi vài lần, lại bị đánh thức. Nếu tôi may mắn sống sót. Trương Thiết Đàn, ta nhất định sẽ để ngươi trả nợ máu. Vô dụng, hôm nay vợ anh ấy dậy khỏi giường. Lại đau đầu nữa. Mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mỗi ngày anh ấy đều bị đau đầu. Anh ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng điều kỳ lạ là, khi em gái anh ấy hỏi vô dụng lại luôn cười hì hì. Cũng không rõ, chỉ là cười hì hì nhìn hắn. Kỳ lạ làm thế nào để cảm thấy tâm trí ngày càng hoạt động. Kết thúc rồi. Giám đốc như người vợ vô dụng. Hắn luôn tin tưởng rằng phụ nữ không có tài năng là đức. Tất nhiên không phải là không đọc sách, mà là nói không nghĩ nhiều. Vấn đề của chồng thì để chồng giải quyết. Anh ấy có trách nhiệm chăm sóc cả gia đình. Nhưng hôm nay, hắn dường như không khống chế được suy nghĩ của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ấy nghĩ về 1000 câu hỏi trong đầu. Tại sao lá vẫn xanh, nước trái cây vẫn để nhỏ? Điều này khiến anh ấy rất không thích nghi. Có lẽ đây là tôi đã thức tỉnh một khả năng nào đó. Tăng cường tư duy. Tăng ít. Nói vậy đi. Khi Trường Thiết Đàn đưa đồ tiếp tế đến đây, lái xe thể thao, vật tư của anh ta để ở đâu? Nếu tôi là siêu năng lực. Vậy siêu năng lực của hắn là không gian nhỏ sao? Di chuyển ngay lập tức hoặc có một không gian riêng. Cảm giác đau đầu dần dần giảm bớt. Suy nghĩ hợp lý cũng ngày càng rõ ràng hơn. Suy nghĩ cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng, mọi thứ đã trở thành một lời cảnh báo. Tránh xa trứng sắt. Không thể nói cho hắn biết tình hình hiện tại của mình. Trái tim phòng thủ là không thể thiếu, cho dù là một của trứng sắt. Cũng là nhìn dưới ngày tận thế. Chúng tôi vẫn còn giá trị sử dụng, cho nên mới gửi hàng cho chúng tôi. Một khi chúng ta không còn giá trị sử dụng nữa, hắn chắc chắn sẽ để chúng ta tự sinh tự diệt. Hiện tại tình huống của tôi chỉ nói cho vô dụng một người là được rồi. Chẳng bao lâu nữa một lời nói dối hoàn toàn khép kín. Nó hiện lên trong đầu hắn. Trương Thiết Đàn ngồi ở phòng an toàn. Nghĩ về tương lai. Lấy quyển sổ đi. Ghi lại những điểm nổi bật gần đây. Tốc độ thức tỉnh của sức mạnh phải được biết rõ. Những người sống sót sẽ thức tỉnh vào khoảng 1/20. Vẽ trọng điểm. Trương Thiết Đàn đóng quyển sổ lại. Lấy ly rượu. Uống một ngụm. Ngôi nhà an toàn hiện nay, ngăn chặn tối đa 3 sức mạnh trên mạng. Ngôi nhà an toàn của riêng bạn hoàn toàn không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Với tốc độ thức tỉnh của sức mạnh này, ngôi nhà an toàn này còn 2 năm nữa. Sức mạnh của GoGo đã hoàn toàn thức tỉnh. Cấp độ hẳn là khoảng cấp độ 1. Sức mạnh không gian của riêng tôi không thể xác định cấp bậc. W hy vọng không có phản ứng, nhưng bây giờ không dễ để định nghĩa anh ta. Mưa mùa thu,
Ta nghi ngờ dị năng thức tỉnh của hắn là thể chất phương diện. Mỗi lần giao dịch tôi đều mệt mỏi. Hắn như một người không có chuyện gì. Từ bây giờ nên cẩn thận hơn. Dù sao cũng không biết, bây giờ đắc tội có phải là người thức tỉnh không? So với suy nghĩ của Trương Thiết Đản thì vô dụng. Bên kia xử lý ngược lại là càng thêm giới thiệu. Sau khi anh ta nghe xong câu chuyện của vợ, chỉ đơn giản là để vợ tự suy nghĩ thôi. Tiếp theo xử lý như thế nào? Một mặt là nhìn vào khả năng hiểu biết. Chính xác là như thế nào? Khi thằng chức có nâng cao ích không? Mặt khác, bản thân hắn cũng quả thật có chỗ không hiểu. Cần hiểu để giải quyết. Không có gì để xử lý. Tùy tiện là được. Đơn giản thôi. Bây giờ Tổng Giám Đốc Trương cung cấp cho chúng tôi đủ lương thực và vật tư. Có một nhóm nhân viên an ninh bên trong căn cứ an ninh. Giải quyết vấn đề bảo mật của chúng tôi. Người bản địa và đám đông gần đây liên tục đến đây. Giải quyết vấn đề chúng ta xâm phạm pháp luật. Bởi vì chúng tôi đã che chở cho họ, sẽ để chính thức làm gì đó với chúng tôi. Không nhìn thấy. Trong trường hợp không có tai nạn, chúng ta cứ giữ nguyên tình hình hiện tại là được. Vậy nếu có người thức tỉnh trong số những cư dân này, đột nhiên thức tỉnh rồi. Không có gì đâu. Căn cứ an toàn này có thức ăn và chỗ ở, và có thể đảm bảo an toàn cho họ. Miễn không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không xuất hiện gây rắc rối vào lúc này. Đó chính là có kẻ ngốc như vậy. Loại bỏ cỏ và rễ, giết gà cảnh sát. Hãy để họ thức tỉnh và những người bình thường. Hiểu rằng có siêu năng lực không thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Chúng ta có thể hạ gục kẻ thức tỉnh, bảo vệ người bình thường trở nên tốt như vậy. Về cách loại bỏ, tùy thuộc vào khả năng cụ thể của anh ta, vô dụng và hợp lý lại nói chuyện rất lâu. Nội dung chính là cách quản lý toàn bộ căn cứ an ninh. Lời khuyên hợp lý có thể nói là rất mang tính xây dựng. Trước đây một số vấn đề vô dụng đều không hiểu. Trong một vài từ hợp lý, đã được sắp xếp đúng cách. Về chủ đề người thức tỉnh, đề nghị hợp lý là để vô dụng tiến hành một lần đăng ký đơn giản. Bất cứ ai khám phá khả năng thức tỉnh của mình, có thể tham gia một bộ phận đặc biệt và có thêm nguồn cung cấp thực phẩm. Thì thờ hôm nay hết rồi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp như bạn nói. Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Không cần gật đầu. Hai người liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, một vị khách không mời đến cửa căn cứ an ninh. Người này chính là Trương Thiên, em họ của Trương Thiết Đản. Ai là người phụ trách? Ra đây. Mày hét cái gì? Chết đi. Kiều Phong phải không? Tôi biết anh. Anh trai của em họ bất đắc dĩ của tôi, Trương Thiết Đản. Sao nhìn thấy đại ca tôi cũng không chào hỏi? Nghe Trương Thiên nói như vậy, Kiều Phong và các em trai của hắn đều có chút tức giận. Nhưng Kiều Phong không có hành động bốc đồng. Sau khi sắp xếp một tiểu đệ đi tìm vô dụng, bình tĩnh nói chuyện với anh ta. Trương Thiên phải không? Tôi đã nghe nói về quả trứng sắt rồi, ngoại trừ ăn uống, đánh bạc. Vô dụng cái đó phải không? Cậu nói gì vậy? Trương Thiên hoàn toàn tức giận. Chỉ thấy trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Sau đó đặt tay. Ngọn lửa bay về phía Kiều Phong. Nói là muộn rồi. Kiều Phong né tránh ngọn lửa. Nhặt vũ khí. Hướng về phía Trương Thiên liền đột nhiên đứng lên. Nhìn thấy viên đạn bay đến người Trương Thiên. Họ đi thẳng qua. Thân thể của Trương Thiên lại không có tác dụng gì. Ha ha ha, thật ra cầm những thứ này để đối phó với tôi. Tôi là người duy nhất được chọn. Thứ này anh cầm là vô dụng với tôi. Kiều Phong và nhân viên nhìn cảnh này. Hơi xuất thần. Mặc dù gần đây rất nhiều người đều đang thức tỉnh dị năng, nhưng tận mắt nhìn thấy sức mạnh, vẫn làm họ hơi sốc. Sau đó, mấy người Kiều Phong lần lượt tìm được hầm trú ẩn. Ở cửa tiệu khu chơi trốn mèo với Trương Thiên. Có gì hồi thối vậy? Không may lúc này Trương Thiên vừa vặn ở bên cạnh hắn. Nghe thấy vậy, Trương Thiên nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Cậu nói gì? Một khoảnh khắc, cả người Trương Thiên bị ngọn lửa bao vây. Hướng về phía tiểu đệ kia liền xông qua. Dừng lại. Vô dụng xuất hiện làm gián đoạn hành sáu của Trương Thiên. Hắn quay đầu nhìn về phía vô dụng, thu thập ngọn lửa của chính nó. Quả nhiên là anh, vô dụng nói vậy. Nơi này đúng là một quả trứng sắt. Chúa ơi, bạn nhầm rồi. Nơi này là của tôi. Ngươi chỉ là một con chó của một quả trứng sắt. Rất kiêu ngạo.
Vậy là anh đã sẵn sàng để bị tôi bắt rồi. Cậu cậu đến đây khi nào? Đến một lúc rồi. Vô dụng biết tìm người tới. Họ đã gọi cho tôi, và tôi đã đến. Rõ ràng, Trương Thiết Đạn không chuẩn bị cho Trương Thiên bất ngờ thời gian. Cũng chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi của anh ta, sau đó lấy chứng hóa lỏng ra khỏi không gian. Cầm trong tay chơi đi. Đây là ni tơ hóa lỏng áp suất cao, tôi sợ bạn không hiểu không hiểu. Giới thiệu cho bạn. Trong trường hợp này chỉ mất 0,1 giây, bạn có thể đóng băng hoàn toàn bất cứ thứ gì. Ngay cả ngọn lửa cũng có thể đóng băng. Muốn thử không? Sắc mặt Trương Thiên lập tức hoảng hốt. Mày muốn làm gì? Cho anh 3 phút để giải thích lý do anh ở đây. Nhưng sao anh biết? Đây là căn cứ an ninh. Nếu không thứ này sẽ nổ tung bên cạnh bạn. Sau khi bạn đóng băng, tôi sẽ đập cậu thành từng mảnh. Treo ở cửa tiểu khu, Uông Sang nhìn tôi như thể anh ta đang ăn thịt anh ta. Trương Thiên rõ ràng là có chút chột dạ. Sau vài giây do dự, hắn nói tất cả những gì hắn biết. Đêm qua, khi em trai tôi đi ngang qua đây, tìm thấy ở đây an ninh nghiêm ngặt, đèn sáng, rồi lèn vào. Hắn phát hiện ở đây có trật tự. Có người đang phát đồ ăn, có người phụ trách an ninh, dường như trở lại ca trước ngày tận thế. Vì vậy, anh ta giả vờ là người ở đây để hỏi xung quanh, cuối cùng cũng biết, đây là căn cứ an ninh của vô dụng. Thức ăn do bạn gửi đến thường xuyên. Tuyệt, mày đã xây một ngọn đồi ở đây. Có ít nhất vài trăm thanh niên ở đây. Cho đến khi một số người trong số họ cũng có thể thức tỉnh. Người đã trực tiếp có được một đội quân dị năng. Thì ra là vậy. Bảo vệ quá sơ suất sao? Sau đó tôi nhìn về phía Ngô Dùng và Kiều Phong bên cạnh. Họ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ngô Dùng không hổ thẹn là lão quản lý, lần thứ hai anh ra hiệu cho tôi. Nói với tôi rằng anh ấy sẽ xử lý nó. Nên tôi quay đầu lại, tập trung vào người anh họ ở trung tâm thành phố này của tôi, trên người. Tôi biết mục đích của anh rồi. Đây là chỗ của tôi. Có chuyện gì vậy, anh muốn đến đây đào người? Đào người, không, không. Tôi muốn giữ nơi này cho riêng mình. Ồ, chi mắc là... Người cũng xứng. Trương Thiết Đàn, ngươi đừng nghĩ là cầm cái chỗ đó. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là bạn không thể vào được. Em vẫn không sợ anh. Nói xong Trương Thiên lại một lần nữa cháy lên. Và đối mặt với tôi một cuộc cầu lửa. Dường như là muốn dựa vào như vậy ngăn cản ta tiếp cận. Tại sao luôn có người không nghe lời? Tôi mở lối vào không gian. Hút của cầu lửa vào. Sau đó mở lối vào không gian. Bên cạnh anh ấy, một quả bóng hồng hóa lỏng áp suất cao xuất hiện bên cạnh hắn. Chỉ một giây thôi, hắn bị đóng băng thành một khối băng. Sao chứ, anh họ? Nghe tôi nói không được sao? Ta còn có thể hại ngươi. Tôi bảo Kiều Phong và Ngô Dùng phái người mang đá vào phòng. Dù sao thì mặt trời cũng sẽ ló dạng thôi. Nhiệt độ cao quá, băng hóa nhanh như vậy không tốt đâu. Có một số vấn đề tôi vẫn muốn làm rõ. Ý anh ta là sao? Hắn cũng có tổ chức sao? Bây giờ bao nhiêu người? Theo thời gian, nhiệt độ ngày càng cao. Trương Thiên tên khốn nạn này cũng dần dần tan chảy, trở lại như cũ. Bây giờ có thể nói chuyện tốt không? Không, không sao thì dùng vũ lực. Những người khác không dám nói. Đối phó với một người như bạn, tôi có thể đánh được 100 người. May cho anh, thằng nhóc. Thời tiết nóng thế này, có vẻ như bạn đã bỏ lỡ cảm giác bị đóng băng. Tôi là em trai tốt với bạn như vậy. Tất nhiên là đáp ứng yêu cầu. Vậy thì thỏa mãn bạn nhé. Nói đi. Tôi lại rút ra một quả bóng hồng hóa lỏng áp suất cao. Quên đi. Coi như bạn có gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Em trai mà bạn vừa nói là chuyện gì vậy? Con cá hôi thối, tôm thối của bạn cũng có một tổ chức. Mặc dù rất tức giận vì lời nói của tôi, nhưng anh ta lại nhìn thứ trong tay tôi. Chỉ có thể chịu đựng được. Lập tức mở miệng. Đó là một số nhân viên cũ của công ty trước đây. Thêm vào đó, những người đã cho ăn một miếng thức ăn và tham gia cùng tôi. Bây giờ có bao nhiêu người? Tương tự như bạn. Hàng trăm hộ. Thức tỉnh bao nhiêu người? Gần như là mấy chục cái. Theo như tôi thấy hiện tại, tỷ lệ thức tỉnh là 10:1. Còn có một số người mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của cơ thể. Ước tính sẽ thức dậy sau một thời gian nữa. Có chút thú vị. Nói vậy đi. Sức mạnh của tổ chức của anh hiện đang vượt xa chúng tôi. Cho nên ngươi mới không có gì phải sợ,
chuẩn bị đến đây làm chuyện, đúng không? Không phải để gây rắc rối. Chỉ cần một cái gì đó, thông tin. Tôi lấy đồ ở đâu ra vậy? Tôi nuôi mấy người này cũng không đủ. Đừng nghĩ là tôi không biết. Bạn đã rút hết tiền tiết kiệm trước khi ngày tận thế đến. Mua không dưới 10 tỷ đồng vật tư. Những thứ này mặc dù tôi không biết ở đâu. Nhưng chắc chắn bạn có cách để giữ nó. Hơn nữa đã hỏi rõ rồi. Nguồn cung cấp ở đây là do bạn gửi đến. Chuyện đến bây giờ, ngươi còn muốn lừa ta? Đúng vậy, chỉ là lừa dối bạn không được sao? Trương Thiết Đàn, đừng quá đáng. Tôi quá đáng rồi. Ngươi có thể làm gì ta? Giờ anh rơi vào tay tôi. Nói chuyện còn dám kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải để hỏi rõ anh muốn làm gì. Ngươi sớm đã bị ta đập nát treo ở cửa tiểu khu rồi. Vậy bây giờ bạn biết rồi, bạn sẽ làm gì? Treo tôi lên. Không phải thế. Ý tôi là dọa. Trời ơi! Trước đây anh cũng là người điều hành một công ty. Bây giờ chắc chắn là biết. Chúng ta không thể quay lại kỷ nguyên trật tự. Mặc dù kỹ năng của bạn rất tốt. Nhưng anh có thể đảm bảo mình là vô địch không? Điều sai lầm nhất bạn đang làm lúc này là rắc rối tìm tôi. Bạn biết đấy, mặc dù chúng ta không thân thiết như vậy. Nhưng cũng là anh em họ. Sau này có lẽ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Xúc phạm tôi, bạn thực sự muốn gì? Trương Thiết Đàn, hình như anh thay đổi rất nhiều. Nhớ anh vài tháng trước. Quỳ liếm một người phụ nữ nhiều năm. Đến mức không có não. Không ai trong số anh em họ trong gia đình coi trọng bạn. Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn khác. Trong lòng không có nữ nhân. Suy nghĩ tự nhiên. Nếu bạn sớm như vậy, tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Thay vào đó, tôi có thể tham gia cùng bạn. Ngô Dùng và Kiều Phong của anh. Tôi đã muốn tìm hiểu về công ty tôi từ lâu rồi. Đáng tiếc là người ta không muốn. Nói tình bạn với bạn nhiều năm như vậy là theo bạn rồi. Không phải cậu đang giả làm heo ăn thịt hổ sao? Tôi sẽ không giả làm heo ăn hổ đâu. Thành thật mà nói, vài tháng trước. Bản thân tôi cũng khinh thường. Của chứng sắt. Ngày nay, tổ chức của tôi có hàng trăm người. Nếu chúng ta hợp nhất với nhau. Lại đem những thứ cũ kỹ trong nhà. Đoàn kết với các tổ chức đồng đẳng. Lực lượng này đủ để thống trị thành phố Hoàng Hải. Thế hệ mới mở công ty. Nhân viên nhiều. Thật dễ dàng để giữ ấm và hình thành mô, tôi hiểu. Nhưng những thứ cũ kỹ đó vẫn có tổ chức. Tất nhiên, họ sống trong một khu biệt thự ở nông thôn. Xung quanh mấy trăm hộ nông dân phục vụ một cái đồ cũ. Họ cũng rất dễ hình thành thế lực của mình. Mặc dù chưa nói rõ ràng, nhưng họ có nhiều người hơn chúng ta. Những gì bạn nói có lý, nhưng tại sao họ lại tham gia cùng chúng ta? Hoặc là nói mỗi người tách ra đều là thổ hoàng đế? Có thể sống tốt. Tại sao phải hợp nhất với nhau, làm đại thần dưới quyền hoàng đế? Bởi vì thành phố Hoàng Hải sắp thay đổi rồi. Đơn giản thôi. Thành phố Hoàng Hải đã có người thống trị một quận. Tôi không biết đó là ai. Nhưng quận phố Nam thực sự đã bị người ta cai trị rồi. Gì? Tôi nghĩ con chó đang ở trong ngôi nhà an toàn. Người ta đã thống trị một quận rồi. Là ai? Mô hình lớn như vậy. Đừng ngạc nhiên. Theo tôi đoán, có thể là công tử thấp thành phố Hoàng Hải làm. Bạn nói vậy là tôi hiểu rồi. Cho nên hôm nay ngươi chính là muốn ép buộc. Cướp người và vật tư của tôi. Biết được tin tức như vậy, tôi không ngủ được. Một con búp bê, rõ ràng là không thể chống lại một khu vực. Đơn giản thôi. Dưới ngày tận thế, chỉ đủ lực lượng. Để đảm bảo sự sống còn của mình. Trừ khi khu phố của tôi có tên lửa. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị tấn công. Đến lúc đó sống sót đều là vấn đề. Tôi đã cướp kho vũ khí. Và cướp người có thể phóng tên lửa. Xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn đến tin tức bên ngoài. Mỗi ngày đều nghiện giao dịch với Lương Thủ Vũ.